Hello bà con, đây là cây nhãn nè, cây nhãn lồng mình chiết ở dưới lót, ông anh ông chiết dưới lót á, rồi mình cắt về, bây giờ mình ngâm nước, đó. Mình ngâm nước cho cái rễ nó hút nước nó dài ra, nó chỉ có một ít rễ thôi nè, có ít rễ, giờ mình ngâm nước nha, rồi mình sẽ trồng vô cái chậu, đó. Bữa gia đình mình đi xuống Los Angeles chơi á, thì mình cắt về cây nhãn lồng này nè, cái cây nó bự lắm, chiết được ông anh ông chiết mấy nhánh á, mình cắt về nhánh rồi mình trồng ở San Jose thử, thì San Jose chưa có cây nào mà nhãn, cây nhãn nào mà ra trái á, mình trồng thử cây này nha. Mình cũng trồng trong chậu thôi chứ ở đây không có cho trồng dưới đất. Tết đến rồi, cái tắc nó chín rợp cây luôn rồi. Đây nè. Nhưng mà tắc này là tắc dài chứ không phải tắc tròn Việt Nam, tắc dài của Mỹ. Đây nè. Bưởi năm nay trái nhỏ quá con, bưởi chín là Tết có bưởi chân Tết rồi, nhưng mà trái nhỏ, nhỏ bằng phân nửa trái năm vừa rồi luôn. Năm nay nó lạnh quá mà thiếu mưa nữa, mưa ngay mùa lạnh. Đây là cây bơ đó, nó lớn rồi được như đây đó. Mùa lạnh là mấy cái cây lựu nó rụng hết lá vậy nè đó, mùa lạnh là cái lựu rụng hết lá vậy nè. Đây cây tắc tròn Việt Nam này, nó ra được ít trái đây nhưng mà cũng nhiều so với cái cây nhỏ này, cũng nhiều trái. Đây là xương má nè mọi người, cắp rồi. Cái bơ cũng đang lên đó nè. Cái này trồng bằng cái hộp mà mình ăn rồi đó. Bữa nay trái nhỏ. Trái nhỏ, nhỏ hơn năm rồi, năm rồi trái bự hơn. Này xương đá nữa nè đó. Cái này là cái chụp bóng đèn á, mình làm bằng cái chụp bóng đèn đó, với cái nụ nè mình chiết ra. Lăn đất năm nay ra nhánh trễ rồi, lăn đất nó ra mới 7-8 nhánh mà nhỏ nhỏ thôi.
Tới mùa lạnh này cây nó rụng lá hết rồi. Cây Chapmany Marble này rụng lá rồi. Có cây tụ tiền này, 5 gốc này. Cây này năm trái bự lắm. Đây là cây sống đời của mình. Lạnh nó không có ra bông. Sống đời. Bị bão nên thành gió thổi rầm rầm đây. Đó, trong chậu nè. Cây này nó bự lắm. Cây này cây bông nó thơm lắm, kêu là cây bạch lan. Đây mới là cây tắc Việt Nam, là trái tròn nè. Trái tròn nè. Trái tròn. Tắc cũng trái nhiều lắm. Tắc Việt Nam là trái nhiều. Mà không bằng trái nó không nhiều bằng cây tắc Mỹ. Cây này là cây bạch lan, là cây này thơm lắm, cặp lan, bạch lan, bạch lan, bông nó thơm lắm nè. Đó, mình có làm mấy cái chậu để trồng sen sen đá mà. Sen đá đỏ. Chậu này mình làm từ cái chụp bóng đèn với theo cái vỏ bánh xe nha. Dịch này sen đá đỏ nữa. Đó, này sen đá trắng nè. Đá trắng nè. Này là sen đá lúa nè. Đó, nó nhọn mà nó không có mập nha. Sen đá lúa này là cái chảo nha bà con, cái này là cái chảo á, chảo với cái chảo, chảo trên chảo dưới làm thành cái chậu. Đây là cây mai tứ quý của mình, ít bữa nữa lật lá đem vô trong là nụ bắt đầu nó ra quá trời rồi. Nụ ra quá trời hả. Cái này là cây tụ tiền 5 gốc rồi. Này là cây mai dây Nhật nha, cây mai dây Nhật á. Này cây mai Nhật này chắc qua Tết nó mới ra bông. Đó, cái này cây đào nè. Cây đào năm nay nó không có, nó đang ra nụ bông nè. Nó đang ra nụ. Nụ nhưng mà trễ rồi. Này là cái sống đời nè. Cái dàn sống đời ở đây nè. Trời nó có chiếc máy bay đang bay trên trời.
xa quá không thấy. Rồi, bye bye bà con nha. À, mình quay mấy cây mà Tết nó cho ra trái Tết của nhà mình nè. Rồi, bye bye. Cây này trái nhiều lắm, cây tắc này trái nhiều lắm. Rồi, bye bye bà con, hẹn video tiếp theo nha.